Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Việt Nam và Thế giới của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình ngày hôm nay 12 tháng 2 năm 2016 có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Đã có hơn 53.000 hành khách xuất nhập cảnh Hà Nội qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài trong dịp Tết Bình Thân. Năm 2016 được kỳ vọng là năm của khởi nghiệp khi có thêm nhiều chính sách hỗ trợ dành cho cộng đồng Start-up Việt. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam đón xuân với những nét văn hóa truyền thống ngày Tết của người Việt. Thưa quý vị, mỗi dịp Tết đến xuân về, điều ý nghĩa nhất có lẽ là sự sum họp, là khoảnh khắc cả gia đình đoàn tụ trong bữa cơm đầu năm mới. Đó là những giá trị tinh thần không chỉ với người Việt Nam mà còn có cả sự thu hút đối với những người nước ngoài đang đón cái Tết cổ truyền Việt. Trong dịp Tết đến xuân sang, chúng tôi mời quý vị đến thăm nhà của một đại sứ nước ngoài thân thiện, mến khách và yêu những nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam. Cũng như bao người phụ nữ khác, nấu ăn dường như là niềm yêu thích của bà Camilla Melander, đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam. Đón Tết Nguyên đán Bính Thân tại Việt Nam, bà đã cùng hai người con và các nhân viên trong đại sứ quán sum họp nấu những món ăn cổ truyền của Tết Việt. Với bà, nem cuốn, bánh chưng hay giò lụa đã quá quen thuộc khi đây là cái Tết thứ tư bà Camilla đón tại Việt Nam. Tuy nhiên, những món ăn cổ truyền của người Việt vẫn mang lại cho bà nhiều cảm xúc khi bà tự tay chế biến. Đặc biệt, với Anna, con gái của bà Camilla, những món ăn này đã trở thành những kỷ niệm thú vị trong những ngày tháng ở Hà Nội. I really like it because it tastes really nice and it's really fun to make. And also it looks very nice. Welcome, Camilla. Thank you. Yeah, and chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thank you. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Yeah. Bên cạnh việc nấu ăn, bà Camilla còn có niềm đam mê với áo dài Việt Nam. Chọn cho mình một bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Việt nhưng lại có họa tiết đặc trưng của đất nước Thụy Điển để mặc trong ngày Tết. Bà Camilla tự hào giới thiệu với bạn bè chiếc áo dài đặc biệt này. Well, I like the outside very much because I think it's very feminine. And it has a very, very nice shape. So I myself have three different aozais and I like to wear them on special occasions, like today, for example, but I will also wear them at official functions. And I think they bring out the best, in a woman's body. So I like it very much. Sau một năm bận rộn với công việc, Tết là lúc mọi người gác lại những ưu tư, những hối hả để đoàn viên cùng gia đình, bè bạn. Với bà Camilla, gia đình cũng chính là những người bạn Việt Nam và là ngôi nhà ấm áp giữa lòng Hà Nội. Và một cái Tết nữa lại đến với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam cùng những tiếng cười viên mãn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.